Sau 2 tháng chờ đợi thì anh thấy bõ công rồi. Phải nói là đầu tiên thì khúc gỗ nó vẫn là khúc gỗ. Bây giờ nó là khúc gỗ có giá trị rồi. Bàn giao tác phẩm Phu Thê viên mãn cho bác khách đây. Ê, chào anh Hành nhá. Ôi dồi ôi, khách vào còn phải chờ tranh gỗ Bùi Gia làm xong đây. Đấy, em chào anh. Anh chào em. Hôm nay được ngày đẹp cho nên là giới thiệu với cả nhà một bác khách ở ngay Đan Phượng đó, vào đây để nhận tác phẩm nên là rất mong muốn là anh giới thiệu thêm một chút cho các bác xem online cùng biết đến anh ạ. Mình thì cũng là một khách hàng đã lâu của tranh gỗ Bùi Gia. Thì hiện tại trong nhà cũng đã có một số các tác phẩm mà mình đặt bên tranh gỗ Bùi Gia để treo tại nhà. Thì hiện tại vẫn đang xử lý một số tác phẩm khác. Hiện tại đã bàn giao và đang thực hiện. Và hôm nay đây là một tác phẩm đặc biệt đúng không anh? Bởi vì xin phép chia sẻ với cả nhà là tác phẩm này đó, thì được anh Thành là kiếm được một cái phôi rễ của Bách Xanh Mộc Châu Sơn La. Đấy, cho nên là cái phôi rễ ban đầu nó chỉ là một cái phôi tròn cong cong như này. Và từ cái việc ý tưởng là anh bảo là anh kiếm được cái rễ, em thiết kế cho anh xem là làm cái gì lên trên cái rễ này. Thế thì tận dụng cái phần cái rễ của nó cong lên như này thì chúng tôi đã thiết kế ra một cái tác phẩm là Phu Thê Viên Mãn. Đấy, mà một điểm nhấn hơn nữa đấy là nhà anh thì hiện tại bây giờ đang có 2 em bé, nhưng mà trên đây thì lồng ghép thêm một em nữa đấy, với một cái ngụ ý đó là những năm sắp tới biết đâu anh chị còn có thêm nhiều tin vui đấy. Cho nên là cái gọi là cái sinh khí của tranh gỗ Bùi Gia mà đặt vào những cái tác phẩm nó rất là mạnh. Biết đâu ý định của anh lại thành hiện thực. Thì hôm nay mà sau khi đã hoàn thành cái tác phẩm lên như này rồi thì anh cảm nhận như thế nào về đường nét cũng như là bố cục của tác phẩm nhỉ? Phải nói là đầu tiên thì khúc gỗ nó vẫn là khúc gỗ. Khúc gỗ được chế tác thì nó khác khúc gỗ thường. Rất thơm mùi tinh dầu, được phơi đẹp cả mặt trước, cả mặt sau, trước, cả mặt sau, trên, mặt dưới, mặt trên, mặt dưới. Bởi vì là cái thời gian mình làm mất hơn 2 tháng ấy, là vì là những cái khe kẽ của cái bông hoa mẫu đơn này thì hồi em làm phải sạch từ cái tận cái chân ở bên trong, và sau đó bây giờ anh nhìn thấy là mình hoàn toàn để mộc này, không có phun, nhưng mà cái lá này mình nhìn thấy nó rất là bóng, là đều hoàn toàn là đánh bằng cái cước. Đánh dây giáp đầu tiên xong rồi cậu phải đánh bằng cái cước. Đấy, cho nên là thời gian lâu cộng với lại là giá thành nó nhỉnh hơn so với thị trường, đều hoàn toàn là để phục vụ vào cái chất lượng, để đảm bảo được cái đường nét nó tinh xảo và nó tinh tế như là cái mục tiêu ban đầu của anh em mình. Và hơn hết đấy là những cái cặp đôi, ví dụ như kiểu 2 cái mắt, 2 cái mũi hay là 2 cái chân, 2 cái cánh, cậu em đều cố gắng thể hiện nó ra được hết. Cho nên là cái thời gian nó lâu là ở chỗ đấy. Ví dụ như là kiểu là chỗ cái chân này chẳng hạn. Đấy, cái chân thì thể hiện được ra hết. Ví dụ như các cái lượt xếp vảy này. Đó, vảy trên nó sẽ đè lên vảy dưới. Rồi các cái lớp lông này cũng thế. Lông trên sẽ đè xuống lông dưới. Nó không có bị lộn xộn. Nó đúng quy luật, nhưng mà những cái chi tiết nó nhỏ như vậy thôi, nó cũng thể hiện được cái sự kinh nghiệm, cũng như là cái cách sắp xếp về cái tư duy làm nghề thì nó sẽ chuẩn hơn cho tác phẩm. Phôi gỗ của anh thì rất chất lượng đúng không anh? Những cái phần đen như này là nó có rất nhiều những cái tinh dầu. Tinh dầu nó bám ở và nó tiết ra ở ngoài mặt gỗ này rất là đẹp. Sau 2 tháng chờ đợi thì anh thấy bõ công đúng không ạ? Bây giờ nó là khúc gỗ có giá trị rồi. Đúng rồi, giờ nó trở thành một tác phẩm có giá trị. Và cũng chia sẻ với cả nhà là ở ngoài không gian nhà anh Thành thì đã có rất nhiều những tác phẩm của tranh gỗ Bùi Gia, và sau tác phẩm này sẽ còn thêm 4 tác phẩm nữa đang được chúng tôi hoàn thiện. Cho nên là cũng rất có thể là một thời gian tới đây chúng ta sẽ cùng đến thăm nhà và cùng chiêm ngưỡng một cái không gian để trưng bày những cái tác phẩm của tranh gỗ Bùi Gia nữa. Anh có sẵn sàng mời em hoặc là anh em đến thăm nhà không nhỉ? Phải vào thật tâm. Rượu nhà anh rất nhiều. Đấy, cả nhà nhớ nhá, sẽ có một buổi đến thăm nhà anh Thành nhá.